Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn thực hiện bởi một nhóm tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô trong sách Mạc môn. Bài của John Hilton the Third và Madison Sinclair. Trường Brigham Young University, của giáo hội các thánh hiểu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô đăng trong tạp chí Liahona tháng 1 năm 2024. Chúa đã được đề cập đến bao nhiêu lần trong sách Mạc Môn? Theo các anh chị em, ai là nhân vật chính trong sách Mạc Môn? Mặc dù một số người có thể nói đó là Nephi, Alma hoặc Mạc Môn, nhưng nhân vật chính thực sự là Chúa Giêsu Kitô. Nephi đã viết: Vì chúng tôi cố gắng cần mẫn viết ra để thuyết phục con cháu chúng ta biết tin và đấng Kitô. Và chúng tôi nói về đấng Kitô, chúng tôi hoan hỷ về đấng Kitô, chúng tôi thuyết giảng về đấng Kitô, chúng tôi tiên tri về đấng Kitô. Vào năm 1978, Susan Ward Easton đã xuất bản một bài viết nổi tiếng cho thấy bằng số liệu rằng Chúa Jesus Kitô là nhân vật chính trong sách mặc môn. Chị ấy đã chỉ ra các danh xưng khác nhau của Chúa Jesus Kitô và cho thấy rằng Ngài đã được nhắc đến bằng danh xưng hoặc danh hiệu 3925 lần trong sách mặc môn trung bình là một lần trong mỗi một bảy câu thánh thư. Nghiên cứu quý báu này nhấn mạnh đến tính chính yếu của đấng cứu rỗi trong sách mặc môn. Tuy nhiên, vì không đếm các đại từ ám chỉ đến Ngài, nghiên cứu này đã làm giảm đi đáng kể mức độ thường xuyên mà đấng Kitô được đề cập đến. Suy cho cùng, số lần đề cập đến Chúa Giêsu Kitô không phải là chi tiết quan trọng nhất để học hỏi từ sách mặt môn. Tuy nhiên, mỗi sự đề cập đến Ngài đều có thể dạy chúng ta về thiên tính và sứ mệnh của Ngài. Chúng tôi đã xem xét kỹ sách mặt môn, tìm kiếm tất cả những lời đề cập đến Chúa Giêsu Kitô, bao gồm các danh hiệu và đại từ chúng tôi đã tìm ra 7.452 sự đề cập. Trung bình nhiều hơn một lần đề cập trong mỗi câu thánh thư. Các danh xưng của Đấng Kitô được sử dụng trong khoảng 50% những lần đề cập đến Đấng Kitô trong sách mặt Môn. Với phần còn lại đến từ việc sử dụng các đại từ việc tìm kiếm Chúa Giêsu Kitô cung ứng một cách thức độc đáo để học hỏi về Ngài. Hãy xem xét cách mà câu thánh thư sau đây nhấn mạnh về Ngài. Hãy bắt đầu tin nơi vị nam tử của thượng đế rằng Ngài sẽ đến để cứu chuộc dân Ngài và Ngài sẽ chịu thống khổ và chết để chuộc tội cho họ và rằng Ngài sẽ sống lại từ cõi chết mà điều này sẽ mang lại sự phục sinh khiến cho tất cả mọi người đều sẽ được đứng lên trước mặt ngài để được phán xét vào ngày phán xét cuối cùng tùy theo những việc làm của mình. Trong nghiên cứu ban đầu của chị Easton, câu này có lẽ đã được tính là chị đề cập đến đấng Kitô một lần từ danh hiệu vị nam tử của Thượng Đế. Tuy nhiên, đấng cứu rỗi được đề cập đến thêm năm lần nữa. Câu Thánh Thư này không những nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu Kitô là vị nam tử của Thượng Đế, mà còn rằng Ngài là đấng cứu chuộc chúng ta qua sự chuộc tội và sự phục sinh vĩnh cửu và Ngài sẽ là đấng phán xét của chúng ta. Có lẽ mạnh mẽ nhất là khi đấng Kitô ám chỉ chính ngài trong sách mặt môn. Ví dụ, chúng ta đọc được khi đấng cứu rỗi phán. Nếu loài người đến cùng ta, ta sẽ chỉ cho họ thấy sự yếu kém của họ. Ta ban cho loài người sự yếu kém để họ biết khiêm nhường và ân điện của ta cũng đủ để ban cho tất cả những ai biết hạ mình trước mặt ta. Vì nếu họ biết hạ mình trước mặt và có đức tin nơi ta thì lúc đó ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với họ. Mặc dù danh của đấng Kitô không xuất hiện trong câu này, nhưng đấng cứu rỗi đã đề cập đến bản thân ngài tám lần. Vai trò của ngài được nhấn mạnh khi chúng ta tìm kiếm đấng cứu rỗi trong đoạn này. Các câu thánh thư sau đây cho thấy mối liên kết cá nhân mà đấng cứu rỗi đã cảm nhận được với từng người và cảm nghĩ của họ đối với ngài hãy đứng dậy và tiến lại gần ta để các ngươi có thể đặt tay lên hông ta và cũng để các ngươi có thể rờ thấy vết đinh đóng trên tay ta và chân ta để các ngươi biết được rằng ta là thượng đế của israel và là thượng đế của cả thế gian này, và ta đã bị giết chết vì tội lỗi của thế gian. Đám đông tiến lên, họ để tay lên hông ngài và rờ các dấu đóng đinh trên tay ngài và trên chân ngài. Mặc dù chúng ta chưa thể tận tay rờ thấy những dấu đinh trên thân thể ngài, nhưng qua sách mặc môn, chúng ta có thể gia tăng chứng ngôn cá nhân của mình về Chúa Giêsu Kitô. Những sự đề cập thường xuyên đến Chúa trong sách Mạc Môn giúp chúng ta thấy được vai trò chính của Ngài trong tác phẩm thiêng liêng này. Việc nhận ra đấng cứu rỗi trong sách Mạc Môn, một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô là một cách thức mạnh mẽ để đến gần Ngài hơn.